Ngày 25 tháng 3 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 32/2010/QĐ-TTg phê duyệt đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020. Một trong những mục tiêu quan trọng của đề án đó là Việt Nam cần phát triển mạng lưới dịch vụ xã hội và nhân viên công tác xã hội chuyên nghiệp, và tới năm 2020 cần đào tạo mới và đào tạo lại 60.000 nhân viên công tác xã hội với các trình độ khác nhau. Với mục tiêu đó, chiều nay Hiệp hội Giáo dục Nghề nghiệp và Nghề công tác xã hội đã ra mắt việc thành lập Viện Nghiên cứu và Đào tạo công tác xã hội. Nghề công tác xã hội ở Việt Nam vẫn thiếu sự chuyên nghiệp và gặp nhiều thách thức. Khuôn khổ pháp lý còn thiếu nhiều văn bản quy phạm pháp luật và chưa thực sự hoàn thiện. Nhận thức về xã hội với nghề công tác xã hội còn hạn chế. Đội ngũ nhân viên, quản lý về cung cấp dịch vụ xã hội nói chung chưa được đào tạo chuyên ngành. Vì vậy, việc ra đời của Viện Nghiên cứu và Đào tạo công tác xã hội sẽ góp phần tháo gỡ những khó khăn cũng như tạo đà cho sự phát triển đào tạo ngành công tác xã hội ở nước ta. Thời gian tới, Viện sẽ thường xuyên hợp tác, liên kết với các tổ chức trong và ngoài nước, tổ chức nghiên cứu về công tác xã hội vì lợi ích cộng đồng và an sinh xã hội. Đồng thời, tổ chức đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng công tác xã hội và thực hiện ứng dụng các nghiên cứu vào việc thực nghiệm, cung cấp công tác xã hội, nhằm chia sẻ những kinh nghiệm của các nước trên thế giới, kinh nghiệm trong quản lý, cũng như tổ chức liên quan tới xây dựng chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, gắn kết giữa đào tạo với cung cấp dịch vụ, nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.